Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khanh Xe Tải Chính Chuyên Dùng và kênh xe chuyên dùng An Khang. Thì hôm nay chính sẽ giới thiệu cho các bạn về hai mẫu xe bồn chở cám. Thì hai mẫu xe bồn chở cám này đều đóng trên nền Hino và Isuzu 3 chân hết các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hai mẫu này, thì hai con này đó, bên tay trái và tay phải của chính luôn ha. Thì bây giờ chính sẽ đi vào từng phần cho các bạn luôn. Thứ nhất là về thí dụ như là thiết kế, rồi nói chung là phần bồn, về phần bồn thì nó giống nhau hết, về tải trọng cho phép chở nè, chạy bản thân nè, khối lượng bản thân nè, khối lượng toàn bộ thì nó giống nhau hết, ngay cả cái thước bồn cũng giống nhau luôn. Thì cái các bạn mà thí dụ như là fan của cái dòng sản phẩm nào, thí dụ như Isuzu hay là Hino, thì các bạn có thể là để lại để bình luận phía dưới kèm theo số điện thoại, thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn và báo giá cho các bạn luôn nha. Còn hai dòng này hiện tại bên mình đang phân phối có sẵn giao ngay luôn cho các bạn luôn. Đó, hiện tại bên mình đang có hai cái bồn đó, có thể giao ngay cho các bạn. Còn cái số khối của cái này là 27 khối nha các bạn, 27 khối. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng dòng cho các bạn trước nha. Trước tiên là mình sẽ đi vào cái phần xe bồn Isuzu đi. Thì cái mẫu Isuzu này thì hiện tại là nó có cái số loại nè các bạn nè. Nếu mà ở trên xe nó ghi sẽ là FVM 1500 nha, nhưng mà cái số loại của nó là của thuộc series F. Còn trên cái cục đăng kiểm của nó thì cái số loại của nó là FVM34T4 nha các bạn. Đó, thì để các bạn sau này, ủa sao cái dòng này nhưng mà lại sau khi ra giấy tờ thì nó là dòng khác, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn biết luôn nha. Thì nó series F nè, đó, loại của nó đây. Còn cái này là nó là tải 15 tấn á, nên là để 15 1500 nha các bạn. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Và mình sẽ tư vấn cho các bạn về cái dòng này nữa trước. Thì nếu mà mình nhìn sơ thì cái dòng này nó sẽ có chiều cao nhỉnh hơn so với Hino một xíu nha các bạn. Đó, nó sẽ có chiều cao nhỉnh hơn một xíu. Còn về cái phần bồn thì nó giống nhau hết. Bồn này thì do bên mình đóng trực tiếp luôn, thép là thép SS400 nha các bạn. Cái độ dày thành thông này nó có độ dày là 3 ly nha, 3 ly. Đó. Còn những cái video trước thì mình cũng có tư vấn cho các bạn về cái thí dụ cách vận hành nè, rồi số ngăn chia khối rồi, thì nói chung cũng nhiều. Nhưng mà bây giờ mình nhân tiện đây mình so sánh hai dòng thì mình sẽ nhắc lại và mình sẽ vận hành lại cho các bạn xem luôn nha. Đó, thì khi các bạn mua thì sản phẩm bên mình sẽ tặng cho các bạn nè, đây cản hông nè, rồi về nè, về xe nè, và cản sau một bộ của nó, combo của nó luôn, theo xe cho các bạn luôn, là được tặng miễn phí luôn. Thì các bạn cứ yên tâm đi, khi mà xe các bạn mua tại bên mình là được tặng miễn phí. Ngoài ra thì các bạn còn được một ưu đãi nữa là bảo hành tận nơi nha các bạn. Không có chỗ nào mà nó bán xe mà nó bảo hành tận nơi còn tặng kèm bộ cản này á. Còn nếu mà nó có gì tặng kèm mà bảo hành tận nơi thì cái giá các bạn mua rất là cao, còn giá bên mình mua là có quy giá chuẩn hết cho các bạn. Đó, các bạn mua là có giá đúng một dòng này, mà mình cam kết là giá tốt nhất thị trường luôn nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ ra bằng sau ha. Cái xe này là xe trục cám, trục vít tải. Cám trục vít tải thì nó sẽ có ba trục này, trục nằm nè, cố định nè, trục đứng cố định nè, và trục trên cùng là nó là trục di động nha các bạn. Còn đây là cái cần xoay cám nè, đó, cần xoay mình xoay cái đó điều chỉnh vô cái silo đó. Ở đây thì nó còn thiếu ba cái motor nha các bạn, đây ba motor. Các bạn có thể nhìn đây, thấy bên đây nè, nó sẽ có cái ba motor sẵn, còn bên đây là nó thiếu ba motor ha. Ba motor này sau khi mà mình giao hàng cho các bạn thì mình sẽ lắp thêm vô nha. Đó, thì nói chung là nó không có vấn đề gì hết. Còn đây là bên Hino, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần ở đằng trước xe Hino để mình review ra làm sao lại cho các bạn nha. Thì xe Hino cũng như là xe Isuzu nha các bạn, khi các bạn mua xe thì bên mình cũng phải tặng kèm là về cản, đó, về cản trước sau đều là inox cho các bạn nha. Ở đây thì nó về sắt, nhưng mà sau khi mà bàn giao cho khách hàng là thì mình đổi thành về inox liền. Đó. Đây. Bây giờ mình sẽ qua cái phần con Hino. Thì Hino á, thì nếu mà mình nhìn cái mặt phía trước này đó, về phần thiết kế thì nó sẽ đường nét góc cạnh hơn so với Isuzu nha các bạn. Isuzu thì nó bo tròn hết, nhưng mà riêng về Hino thì nó sẽ có những cái điểm nhấn khác biệt đó, điểm nhấn khác biệt đó, nên khách hàng khi mà cái đối với phân khúc Euro 4 này, khách hàng sẽ có
có ý thích thích dòng Hino hơn là Isuzu đó. Còn về một cái nữa là cái dòng Hino mà khách hàng cũng rất là thích là về cái phần hộp số. Thì cái phần về hộp số thì một chút nữa mình sẽ chỉ giới thiệu sau cái này ha. Sau cái này thì bây giờ trước tiên là mình cứ đi từ ngoại thất đi, ngoại thất xong rồi mình giới thiệu về cái xe trước. Đó thì cái xe này mới nãy mình cũng có nói rồi, về cái chiều cao đi, cái chiều cao của hai xe mình thấy cái con Isuzu nó sẽ cao hơn một xíu. Đối với nhiều người thì có người lại thích cái chiều cao này, còn có người thì người ta lại không thích, khách lại không thích. Tại vì sao? Thí dụ như nếu mà chiều cao á thì khi mà vô cái khung chỗ mà giới hạn chiều cao á thì nó cao quá thì nó sẽ bị giới hạn. Còn thí dụ như không có bị giới hạn chiều cao thì khách hàng lại thích cái mẫu Isuzu này hơn ha. Thì cái con Hino này thì bây giờ mình về cái phần bồn, kích thước, khối lượng, thông số kỹ thuật là nó như nhau hết. Thì bây giờ mình chỉ đi một vòng cho các bạn xem. Còn phần bồn giống nhau luôn nha. Mình có hai sẵn hai cái này nó như nhau hết 100% luôn cho các bạn luôn ha. Đây. Thì các bạn cứ lấy cái bồn hoàn thiện này đi. Các bạn cứ lấy cái bồn hoàn thiện này. Đó. Là khi mà mình lắp nhau là thí dụ như là bây giờ khách muốn lấy cái bồn còn nền xe là muốn chọn nền xe nào cũng được, thí dụ như Hino và Isuzu thì bên mình đều xử lý được hết cho khách hàng ha. Hiện tại là cái nguồn xe Hino thì nó cũng đang hiếm hàng, nó vẫn còn, như nó vẫn còn chứ không phải là hết hàng nha các bạn. Nếu mà các bạn lấy Hino thì giá nó sẽ cao hơn một xíu do nó đang hiếm hàng đó các bạn. Thì nói chung là tình hình này là tình hình chung rồi đó. Còn mình sẽ nói cái xu hướng như các bạn, cái xu hướng xe bồn ba chân này nè là xe Euro 5 nó đã có rồi nha các bạn, xe Euro 5 có rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy một số ví dụ ưu điểm của các dòng Euro 4 này hiện tại các bạn còn phải mua. Là thứ nhất là Euro 4 giá thì nó đang rất là rẻ. Thứ hai là các bạn mua dòng Euro 4 thì các bạn sẽ không cần phải bỏ thêm cái chi phí là cái bình nước ure, đổ thêm bình nước ure như các dòng Euro 5 nữa. Mà giá của Euro 4 á, thì hiện tại nó sẽ rẻ hơn Euro 5 khoảng 100 triệu một chiếc nha các bạn. Đó, thì hiện tại là bên mình cũng đã so sánh cho các bạn về hai cái mẫu này rồi. Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ hỗ trợ về cái phần ngân hàng và giá của các bạn luôn, cho các bạn biết luôn. Thì ngân hàng á, hai dòng này thì bên mình hiện tại đang hỗ trợ là 70%. Còn nếu mà thí dụ như những cái ngân hàng có chính sách ưu đãi hơn thì có thể là lên 80%. Đó. Theo cái trị giá của hợp đồng nhé, giá xe nha các bạn luôn. Còn cái về phần giá đi, giá cái con xe Isuzu á nó sẽ rẻ hơn so với dòng Hino là 100 triệu đó một chiếc. Thì nói chung hai dòng thương hiệu này đều xuất phát từ của Nhật hết nha các bạn, đều là của Nhật. Nhưng mà có một cái là mình bản thân của mình á, mình nhận xét là mình có đánh giá về cái phần Hino này nó vượt trội hơn. Thì cái điểm vượt trội của nó thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Đây, bây giờ mình sẽ lên cái con Isuzu này trước nè. Đối với con Isuzu này thì mình sẽ chỉ ra một số cái điểm mà mình khách hàng, khi mà khách hàng sử dụng người ta lại thích xài Hino hơn. Là thứ nhất, cái ưu điểm cái khác biệt nhất này là về cái tay số nè. Nè, các bạn thấy hộp số không? Hộp số này là hộp số lắc ngang này nè. Đó. Đó. Ở ngoài miền Bắc thì người ta kêu số vả nha các bạn, đó. Thì cái nhược điểm của cái hộp số này thì số nó gần nhau quá các bạn. Nó gần, khi mà thí dụ như là người lái mới sau đó người ta cũng không thích. Người ta thích số 2 tầng thôi. Đó, số nó đó, số 2 tầng như Hino á, thì nó khoảng cách các số nó rộng, mình vô số nó không có bị lộn. Với lại cái tiếp theo nữa là nó không có nói chung là mất nhiều sức để mà vô số. Như thế này là các bạn phải lấy sức rồi đẩy nó ra quan đấy ha. Đó, số nó sát nhau không à, nè sát nhau dễ lộn là cái thứ nhất. Tiếp theo là ở ngoài đây nó không có giường cho các bạn nha. Nó có giường, nó chỉ có trống trơn vậy thôi đó. Đó, các bạn về các bạn phải bỏ cái nệm vô, cái giường vô đó. Rồi cái này á, còn một điểm nữa mới nãy mình cũng có đề cập nữa rồi là nó cao,
nó cao hơn xe Hino. Khi các bạn thường á, vào các trại heo á, nó sẽ có cái phần gọi là giới hạn chiều cao một xíu. Còn trại heo nào mà nó không có giới hạn chiều cao thì các bạn vô ok, không vấn đề gì hết. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần của Hino để mình so sánh cho các bạn nha. Đây, mình sẽ qua phần Hino. Về Hino. Đây. Về Hino. Về Hino là bây giờ mình tư vấn cho các bạn luôn. Nếu mà Hino á, thì khách hàng rất là thích. Đó, trước tiên là tay số nè ha. Hai tầng nè, thỏ rùa nè, nó có cái nút lẫy này nè, đó ha. Lên 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 xuống nè. Đó, nhanh chậm đây. Cái số khoảng cách các số nó rộng. Khách hàng rất là thích. À, tiếp theo nữa là cái giường này, có nệm sẵn này, đó, có nệm sẵn hết cho mình luôn. Cái điểm mà điểm trừ á, điểm trừ của Hino thì mình nghĩ nó cũng không có đáng. Là thứ nhất là con Isuzu thì bên đây nó có cái hộp đựng đồ nè, còn Hino thì không có. Hino thì nó có trên tầng đây, hai cái này nha các bạn, bên kia nữa kìa. Đó. Cái này thì bên Isuzu cũng có ha. Đó thì tùy vào nhu cầu của các bạn, thí dụ như các bạn là fan của dòng nào thì các bạn hãy để lại cái bình luận và kèm theo số điện thoại ha. Còn riêng về cái dòng này thì bên mình có sẵn giao ngay, số lượng là hai cái nha các bạn. Còn giá cả các bạn có thể liên hệ với mình để mình cho giá tốt nhất cho các bạn luôn, đảm bảo bao giá tốt nhất Sài Gòn, Việt Nam luôn chứ. Việt Nam luôn đó. Mình mới bán một lô 5 cái bồn rồi ha, về Hà Nội rồi. Thì bây giờ thí dụ như còn hai cái này. Đó, ba cái luôn nha các bạn, ba cái. Các bạn có thể nhìn thấy bên đây nè, quay qua. Đó. Đó, ba cái. Là mình có sẵn ba cái, có sẵn giao ngay cho các bạn luôn là 27 khối trục vít tải. Lưu lượng bơm á, trục vít xoắn á là cứ 1 phút một khối. Là bơm garanti bình thường, còn nếu mà các bạn nào có nhu cầu mà bơm cao hơn thì các bạn có thể tăng garanti lên xíu nữa, các bạn có thể bơm cao hơn nữa. Ha. Thì nếu các bạn nào cần thêm thông tin gì về cái hai dòng xe này thì các bạn cứ cứ để lại bình luận, còn nếu mà muốn nhanh hơn thì có thể gọi vào số hotline phía dưới video của mình luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.